Hôm nay mình quay cho khán giả xem món là cây đậu hồng chiên. Canh bằng tơi với leo. Chán miệng của câu không nha. Còn nhiều nữa rồi mời khán giả thưởng thức nha. Quay chơi những chiếc cứ không làm gì vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa cái điểm này thì lại đi học, lần đi học chưa? Chưa. Dạ, cái ngày thì cái gì dạo xem việc nhiều. Nha, thì chúc khán giả về tận 3 phút mình lại.